Ước mơ thì ai cũng có. Mỗi ước mơ, dù lớn lao hay giản dị, đều cần được tiếp lửa bằng đam mê, quyết tâm nỗ lực không ngừng. Nhưng cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, chẳng ai giống ai. Con đường thực hiện ước mơ vì thế cũng khác biệt. Với các em nhỏ không được may mắn này đây, bóng tối của đôi mắt cũng không thể ngăn được những ước mơ hoài bão của các em. Dường như chẳng có ước mơ nào không thực hiện được. Quan trọng là phải luôn tin tưởng vào bản thân mình. Dù rằng cơ thể trót mang khiếm khuyết ngay từ mới sinh ra, nhưng bằng nghị lực của chính mình, các em đã thắp lên ngọn lửa tình yêu cuộc sống, theo đuổi hoài bão ước mơ và cất cao tiếng hát bằng một niềm đam mê trọn vẹn. Bài dấu chấm hỏi đúng không? Dạ. Thì em có cảm nhận gì từ cái bài hát đó? Tại vì em thấy, em suy nghĩ, em thấy mình là người khiếm thị nhưng mà mình còn cha còn mẹ, còn may mắn hơn là các bé mồ côi. Giống như ý nghĩa của bài hát đó là em thấy mấy bé mồ côi không cha không mẹ để lo lắng săn sóc, thì em thấy đồng cảm với bài hát nên là em hát bài này. Trải dòng cảm xúc qua bài hát để cùng đồng cảm với những số phận, những mảnh đời kém may mắn cũng đang gánh chịu những mất mát mà vốn dĩ một người bình thường có được. Chính nghị lực của bản thân vượt qua hoàn cảnh số phận của riêng mình thì mới có thể thấu hiểu và chia sẻ. Chấm hỏi đặt giữa cuộc đời. Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mưa rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn, hỏi giữa cuộc đời.
Chắc hẳn niềm vui hạnh phúc lớn lao được dỡ quà của bậc làm cha làm mẹ là chính lúc các con cất tiếng khóc chào đời. Nhưng với gia đình hai em Trường và Thọ thì phút giây đó chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi sau đó, gia đình phát hiện hai anh em song sinh Trường Thọ bị khiếm thị bẩm sinh. Cha mẹ ở quê nghèo khó, gửi các con nhờ cậu mợ nuôi dưỡng. Năm 7 tuổi, hai em được theo học các khóa đàn organ và đàn cổ. Ròng rã suốt gần 4 năm liền, các em mới có thể thạo đàn. Hai anh em có cùng chung sở thích, niềm đam mê ca hát, và cả hai đều có biệt tài biểu diễn riêng. Đôi lúc anh đệm đàn, em hát, và ngược lại. Đối với Trường thì cái điều ước giống như là mong muốn lớn nhất ở hiện tại cũng như tương lai của em thì là cái gì? Dạ, điều mà em mong muốn đó là bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Dạ, ước mơ lớn nhất của em là em được trau dồi thêm kiến thức về âm nhạc đó chị. Là em được học những loại nhạc cụ này nọ. Sinh con ra cũng muốn như bao người, mà con sinh ra không nhìn thấy ai trên đời. Tình thương cho con cao quý như sông dài, mắng con bây giờ không thể nhìn được mẹ cha. Còn ai thương tình thương cho con cao quý hơn.
được thầy cô. Mỗi người có một số phận, không ai được chọn và có quyền quyết định sẽ ra đời trong hoàn cảnh như thế nào. Bằng nghị lực sống mạnh mẽ, ý chí kiên cường, các em đã vươn lên thực hiện niềm đam mê với quyết tâm thay đổi số phận. Để rồi dù có chịu sự nghiệt ngã thiệt thòi của số phận, các em vẫn sống có ích, làm đẹp cho cuộc đời bằng khả năng lao động không ngừng nghỉ. Dọn em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn, bước đi.
tay trong, bao tình làng thành phố, đã đi bao nỗi nhớ, đã nuôi bao niềm tin. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Cha vua ông đã có công dựng nước, ba cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời của bác còn mãi ngày đêm, lòng em mong rằng nhớ chẳng quên. Sáng năm điều dạy của ba trong tim em, nguyện làm điều việc tốt điều hay, học chẳng ngoài để đến ngày mai sẽ là những chủ nhân đất nước tương lai. Cha vua hùng đã có công dựng nước, ba cháu ta phải cùng nhau giữ. Những mảnh đời bất hạnh luôn cần lắm những tấm lòng nhân ái, đùm bọc, chở che. Chính vì thế, trong những năm qua, sự đồng hành của các cô chú lãnh đạo, các tổ chức từ thiện xã hội đã quan tâm giúp đỡ kịp thời, cả về vật chất lẫn tinh thần. Qua đó đã góp phần mang lại ánh sáng tinh thần, niềm tin yêu cuộc sống cho các em. Đây cũng chính là động lực lớn lao giúp các em vượt qua những khó khăn mặc cảm, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Khi bóng tối không khép lại cuộc đời, thì ánh sáng của niềm tin, của nghị lực phi thường sẽ dẫn đường thực hiện hóa những ước mơ.